Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car. Hiện tại thì Quyết đang có mặt ở trong kho xe của Toyota. Và hai chiếc xe này là hai chiếc xe Fortuner máy xăng, có mức giá bán là 1.229.000 đồng. Fortuner thì bây giờ hiện tại đang có rất nhiều xe và đại lý đang cần đẩy những dòng sản phẩm này đi. Bởi thứ nhất là khuyến mãi từ nhà máy cho tới khách hàng đang rất là tốt. Thứ hai là hiện tại thì với cái sản phẩm kho xe đang khá là nhiều xe như thế này, bắt buộc là đại lý cũng phải khuyến mãi cho khách hàng nhiều để đỡ đi được cái hàng tồn. Và chính vì vậy là ở thời điểm hiện tại chính là thời điểm mà các quý anh chị chúng ta được nhận những chương trình ưu đãi rất tốt lên tới là 150 triệu đồng. Vậy thì dòng sản phẩm nào của Toyota Fortuner đang có chương trình khuyến mãi tốt như vậy thì trong clip ngày hôm nay Quyết sẽ chia sẻ dành cho mọi người. Thế thì đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến phiên bản Fortuner, phiên bản máy xăng đi. Phiên bản được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Với Fortuner thì chúng ta có hai dòng sản phẩm là lắp ráp và sản xuất, đúng không ạ? Lắp ráp và được nhập khẩu. Thế thì do là phiên bản máy xăng ấy là phiên bản mà bán được không được quá nhiều. Chính vì vậy là nếu mà mang cái dây chuyền Fortuner về Việt Nam thì sẽ cũng bị ngốn rất là nhiều chi phí. Chính vì vậy là Fortuner phiên bản máy xăng sẽ có nhiều cái sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Ở thời điểm hiện tại thì đại lý đang có chương trình khuyến mãi dành cho xe phiên bản máy xăng một cầu số tự động là lên tới là 85 triệu đồng dành cho Vin 2022. Nghĩa là sản xuất năm 2022 nhưng option hay là giá bán thì cũng như là năm 2023. Với mức giá bán niêm yết là 1.229.000 đồng thì hiện tại thì đại lý đang có chương trình rất là tốt. Mọi người có thể đi gần vào thì chúng ta có thể nhìn rõ hơn dòng sản phẩm phiên bản máy xăng. Phiên bản máy xăng 2.7 thì chúng ta sẽ có bộ đèn full LED, cảm biến phía trước, 4 cảm biến góc sau. Tổng trị giá lên tới 85 triệu đồng thì các quý anh chị chúng ta lấy Vin 2023 cũng được, đang có tổng trị giá 50 triệu đồng. Đó, chênh lệch giữa hai Vin là như vậy. Mâm xe sẽ là mâm xe 18 inch được phay trước và được mạ chrome rất là đẹp mắt. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có màn hình lên tới là 8 inch có kết nối Android Auto, Apple CarPlay. Màn hình ghế chỉnh điện 10 hướng và chúng ta có ghế lái phụ chỉnh điện là 6 hướng dành cho tất cả các quý anh chị. Điều hòa hai vùng độc lập dành cho phiên bản. Và chúng ta khi mà chúng ta lên phiên bản máy xăng này thì Quyết sẽ dành cho những quý anh chị đó chính là cái mức tiêu hao nhiên liệu đó chưa phải là cái mức tiêu hao nhiên liệu mà tốt, nó rơi vào khoảng tầm là 12 lít trên 100 km, nhưng mà sẽ là phiên bản là máy xăng và chúng ta sẽ đi đỡ bị ồn hơn so với phiên bản máy dầu dành cho các anh chị nhé. Với Vin 2022 sẽ là 85 triệu, Vin 2023 sẽ dao động khoảng 45 cho tới 50 triệu đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phiên bản mà Legender và phiên bản máy dầu dành cho tất cả các quý anh chị. Đây là hai dòng sản phẩm mà bán chạy nhất của Toyota. Với Fortuner Legendary ở thời điểm hiện tại, đại lý đang có màu đen và màu trắng. Vin 2023 1.259 triệu đồng. Đại lý đang giảm ngay lập tức cho mọi người 150 triệu đồng tổng trị giá khuyến mãi dành cho tất cả mọi người. 150 triệu đồng thực sự rất là lớn. Tại sao? Tại vì Vin 2023 thì đại lý đang có chương trình khuyến mãi chỉ giảm tổng 50 triệu đồng thôi. Nghĩa là chênh lệch giữa Vin 2022 và 2023 lên tới 100 triệu đồng. Thì tội gì các quý anh chị chúng ta lấy Vin 2022 làm gì? Theo thời điểm, ở thời điểm tại Quyết khuyên mọi người là như vậy. Chứ thời điểm sau đó thì có thể xe 2022, Vin 2022 sẽ hết đi. Chính vì vậy là ở thời điểm tại nếu các quý anh chị chúng ta lấy Legender thì mọi người nên lựa chọn. Thế thì Legender thì chúng ta hơn gì so với phiên bản thường? Chúng ta sẽ có một bộ quay nó đẹp mắt hơn, nó cá nhân hơn. Và chúng ta sẽ có cốp điện này, chúng ta sẽ có cam 360, chúng ta sẽ có màn hình lớn hơn, loa JBL. Đó, còn phiên bản thường tất nhiên rẻ hơn. Phiên bản thường thì Quyết cũng có. Phiên bản thường thì ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đang có chương trình giá niêm yết là 1 tỷ 118 triệu đồng. Đây, thế thì phiên bản thường thì chúng ta sẽ có mức giá khuyến mãi tổng trị giá Vin 2023 lên tới là 55 triệu đồng dành cho tất cả các quý anh chị. Và khi mà các quý anh chị chúng ta lấy chiếc xe này thì chúng ta sẽ được tặng thêm là bộ dán phim cách nhiệt, bộ trải sàn da, camera hành trình và rất nhiều các chương trình khuyến mãi đi theo kèm. Đó, đây là đối với phiên bản Fortuner phiên bản thường nha. Và nếu các quý anh chị mà chúng ta yêu thích dòng sản phẩm Fortuner nào thì mọi người cứ inbox ở trực tiếp thì đội ngũ Happy Car cũng sẽ tư vấn dành cho mọi người. Phiên bản thường 1 tỷ 118 triệu đồng. Xin mời mọi người ra đây. Và chúng ta sẽ được tặng tổng trị giá 55 triệu đồng. Phiên bản Legendary đó, 150 triệu đồng Vin 2022, Vin 2023, 50 đến 55 triệu đồng tổng trị giá khuyến mãi. Phiên bản máy xăng 1 tỷ 229 triệu đồng khuyến mãi ở thời điểm hiện tại, đó chính là 85 triệu cho Vin 2022 mọi người nha. Và nếu các quý anh chị chúng ta đang
có nhu cầu đặt hàng thì mọi người vui lòng gọi điện hotline. Kể cả trả góp, ở thời điểm hiện tại thì đại lý cũng đang có chương trình dành cho tất cả các quý anh chị chỉ khoảng hơn 10% một năm thôi. Và sau 3 năm chúng ta có thể tất toán mà không bị mất phí phạt. Đấy là những chương trình ưu đãi nhất của các quý anh chị vay trong vòng là 7 năm 84 tháng và vay tối đa là 80%. Mọi người chuẩn bị 374 triệu đồng tối thiểu là mọi người đã sở hữu chiếc xe này rồi. Và cụ thể như thế nào thì các quý anh chị chúng ta cứ inbox trực tiếp, comment ở phía bên dưới hoặc kết bạn Zalo, đại lý sẽ tư vấn dành cho mọi người. Cảm ơn mọi người lần nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo báo giá nha. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện thoại hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota. Bạn đang muốn định giá xe cũ của mình hoặc mua bán xe đã qua sử dụng, Happy Car sẽ hỗ trợ dành cho tất cả mọi người. Định giá xe cũ uy tín nhất, chất lượng nhất. Happy Car, chuyên định giá và mua bán xe đã qua sử dụng. Gọi điện vào hotline ngay mọi người nhé.